bây giờ là cái công thức kỳ diệu để bạn có thể chinh phục thị trường chứng khoán. Và trong cái chương trình đào tạo này thì tôi xin phép chia sẻ với các anh chị một cái bộ công thức tuyệt vời, bao gồm 9 tiêu chí lựa chọn cổ phiếu. Và tiêu chí đầu tiên trong cái hệ thống đấy là bây giờ thống nhất được cái nhà, đó là lợi thế cạnh tranh lâu bền. Chúng ta cần phải mua một cái công ty có lợi thế cạnh tranh lâu bền. Như vậy, lợi thế cạnh tranh lâu bền là gì? Thì đương nhiên có rất là nhiều các cái quan điểm khác nhau trên thị trường. Có người nói rằng lợi thế cạnh tranh lâu bền là thế này, có người nói rằng lợi thế cạnh tranh lâu bền là thế khác. Và đương nhiên những cái vị chuyên gia khác nhau thì sẽ đưa ra những cái thông điệp khác nhau. Với góc độ là một người đầu tư về chứng khoán và thực tế đã áp dụng cái công thức đầu tư này trong nhiều năm qua, thì Khang xin phép thống kê lại và chia sẻ lại với chị một cái đặc điểm như thế này. Thì hầu hết các cái sự bất đồng với nhau về cái việc là lợi thế cạnh tranh lâu bền là như thế nào thì ok, có những bất đồng nó tương đối nhỏ nhặt thôi, nhưng mà hầu hết mọi người đã khen và rất là nhiều các chuyên gia khác đều phải công nhận và thừa nhận rằng những cái công ty có hai yếu tố sau đây là công ty có lợi thế cạnh tranh lâu bền và sẽ giúp chúng ta tạo được cái tỷ suất sinh lời rất cao trong tương lai. Thứ nhất đó là những công ty có yếu tố độc quyền hoặc là những công ty có cái yếu tố tương tự như độc quyền. Thứ hai là những cái công ty đầu ngành, là những công ty số 1 hoặc số 2 trong cái ngành nghề nó kinh doanh. Ví dụ như là thép thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là Hòa Phát hoặc là Hà Sen. Ví dụ như sữa chúng ta sẽ nghĩ ngay tới là Vinamilk. Ví dụ như xi măng chúng ta sẽ nghĩ ngay với lại là Hà Tiên Một. Đó là những cái công ty hàng đầu, những công ty có thương hiệu hàng đầu, đó là chúng ta gọi là cái đầu ngành trên thị trường này. Và theo cái nghiên cứu của ngài Jim Collins, nhà tư vấn của doanh nghiệp số 1 trên thế giới, và ông ta nghiên cứu và cái cụ thể nghiên cứu của ông ta là như thế này. Tại cái thời điểm này trong quá khứ, ông ta xác định khoảng là một số cái công ty đầu ngành, căn cứ chính xác số lượng là bao nhiêu. Và tại thời điểm này, ông ta xác định một số công ty đầu ngành, ông ta tập trung nghiên cứu các công ty đấy. Và ông ta thống kê được rằng từ thời điểm này đến 20 năm sau đấy, từ cái thời điểm này đến 20 năm sau đấy, thì 85% các cái công ty đầu ngành của 2 năm trước, 20 năm sau đấy nó vẫn còn đang là các công ty đầu ngành. Và hình dung nếu chúng ta mua cổ phiếu của những công ty đầu ngành và xét xác suất 85% rằng sau 20 năm nó vẫn liên tục là đầu ngành, tức là như thế nào? Tức là trong suốt 20 năm đấy, cái công ty đầu ngành này vẫn tiếp tục giữ cái vị thế đầu ngành. Và bởi vì ông ta giữ cái vị thế đầu ngành, ông ta sẽ có rất là nhiều cái ưu thế về thị phần, ưu thế về thương hiệu, ưu thế về mối quan hệ, ưu thế về cái nguồn đầu vào sản phẩm. Và rất là nhiều ưu thế ấy khiến cái công ty này nó tối ưu hóa được hàng của nó và nó tạo được cái lợi nhuận phần lớn so với các công ty còn lại trong cái ngành đấy. Và nếu như các chị có nghiên cứu thì thấy rằng là trong cái ngành thế giới di động thì một công ty là công ty Apple, trong ấy một mình công ty ấy đã chiếm phần lớn cái lợi nhuận trong cả cái ngành điện thoại thông minh trong những năm gần đây. Và chúng ta hình dung nếu công ty đấy nó liên tục tạo lợi nhuận lớn hàng năm như vậy, thì tức rằng cái giá trị nội tại công ty đấy sau hàng năm nó liên tục là tăng lên sau hàng năm. Và nếu giá trị nội tại của công ty liên tục tăng lên sau hàng năm, thì tức là một cái xác suất rất cao, dường như 100% rằng cái giá cổ phiếu của công ty đấy nó cũng liên tục tăng lên sau hàng năm. Và khi đó bạn đầu tư tiền của mình vào những công ty đầu ngành, những công ty mà liên tục tạo ra lợi nhuận như thế này, thì trong một cái long term, trong một cái khoảng thời gian dài hạn, thì cái khả năng rất cao rằng một cái xác suất tới 85% rằng cái số tiền đầu tư của bạn nó sẽ tăng trưởng rất mạnh trong tương lai. Đó là cái lý do tại sao rất là nhiều nhà đầu tư chứng khoán và người ta chọn cái công ty hàng đầu trên thị trường để chúng ta mua cái cổ phiếu vào. Các quỹ đầu tư chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam họ cũng liên tục tìm những công ty đầu ngành để họ mua cổ phiếu vào. Và một cái nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới, ngài Warren Buffett, ông ta nói như thế này: tôi thà rằng mua một cái công ty tuyệt vời với mức giá hợp lý hơn là mua một công ty hợp lý với mức giá tuyệt vời. Tại sao ông ta nói như vậy? Một công ty tuyệt vời là gì? Là một cái công ty hàng đầu trên thị trường và công ty đấy có khả năng liên tục tạo ra lợi nhuận cho cổ đông của mình trong dài hạn. Và bây giờ bạn đã hiểu cái lý do tại sao chúng ta nên tập trung vào mua những cổ phiếu hàng đầu trên thị trường. Chúng ta nên tập trung vào mua cổ phiếu lưu chip trên thị trường.
Và trong tất cả các cái chương trình đào tạo mà Khang chia sẻ thì trong nhiều năm qua, mỗi chương trình Khang thông thường Khang yêu cầu mọi người là một cái bài tập nhỏ như thế này. Khang yêu cầu rằng các cái anh chị mới trên thị trường, những cái người mà thậm chí chưa bao giờ mua cổ phiếu, các anh chị ấy hãy làm một bài tập nhỏ. Và Khang vẽ ra một cái viễn cảnh trong vòng khoảng 6 năm. Và các anh chị đấy có một cái bài tập, các anh chị hãy nhớ lại trong vòng 6 năm trước đây, những cái công ty nào mà nó là công ty hàng đầu trên thị trường, nó là đầu ngành trong cái ngành nghề nó kinh doanh đấy. Và trong tất cả các cái chương trình đào tạo mà Khang làm, Khang đều làm bài tập giống như vậy. Và mọi người cùng nhau liệt kê khoảng 10 đến 20 cái cổ phiếu đầu ngành mà họ cho rằng 6 năm trước công ty đấy đang là đầu ngành. Và Khang sau đó Khang làm một cái thống kê và cho thấy rằng cái giá cổ phiếu của 20 cái công ty đấy sau 6 năm tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Và nếu 6 năm trước họ rải tiền ra và họ mua các cái cổ phiếu đấy thì hầu hết cổ phiếu đấy, xác suất khoảng 85% những cổ phiếu đấy mà các cái nhóm học viên mới của Khang ấy, những người hoàn toàn mới chưa biết gì về cổ phiếu, họ chỉ chọn những cái quy đầu ngành thôi và họ mua vào, và sau 6 năm thống kê lại thì danh mục ấy luôn luôn tạo được tỷ suất lợi nhuận rất là tốt và luôn luôn đánh bại được chỉ số VN Index. Và chúng ta hình dung rằng đó là cái tiêu chí cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể chọn mua cổ phiếu. Lần cuối cùng tôi nhắc lại với các anh chị rằng cái tiêu chí số 1 để chúng ta chọn mua cổ phiếu đó là hãy mua những cái doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh lâu bền.